Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây mời các bạn đến với bản tin bóng đá tối ngày hôm nay, mùng 6 tháng 6 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam thắng Hàn Quốc 11-0 ở giải quốc tế. Tranh cãi cầu thủ 12 tuổi đá giải Đông Nam Á. Huấn luyện viên Thanh Hóa và Công an Hà Nội nói được bất ngờ về vụ Quang Hải trở lại V-League. Trở về Việt Nam sau trẻ Việt kiều báo tin vui với huấn luyện viên Chu Xie. Công an Hà Nội chính thức công bố hợp đồng mới sau khi đánh bại Thanh Hóa trên sân khách. Mời các bạn cùng đón nghe. Sau trận thua đầu tiên của mùa giải trước U23 Hà Nội thì huấn luyện viên Popov của đội Thanh Hóa đã có những chia sẻ của mình. Ông Popov của đội Thanh Hóa thay vì gửi lời cảm ơn như thường lệ, ông đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ đội bóng xứ Thanh và nhận mọi trách nhiệm để không làm ảnh hưởng đến tâm lý của cầu thủ. Chúng tôi đã làm hết mọi chuyện nhưng vẫn thất bại. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước mọi chỉ trích. Tôi gửi lời chúc mừng đến đội khách. Sau tình huống quả phạt đền chúng tôi bỏ lỡ dẫn đến trận thua, tôi không muốn bình luận gì thêm. Bóng đá đâu chỉ có thắng, hòa mà còn là thất bại. Chúng ta thua nhưng không sợ sệt và không bỏ cuộc mà đứng lên sau thất bại. Ông Popov cũng cho biết thêm đội bóng của ông đã đạt được mục tiêu trong top 8 và sẽ tiếp tục cố gắng để nằm trong top đầu trong phần còn lại của mùa giải. Tiếp tục chia sẻ về trận thua thì ông Popov đã nói điều bất ngờ về khả năng câu lạc bộ Thanh Hóa chiêu mộ tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Thanh Hóa chỉ đủ tiền để trả lương một ngày cho Quang Hải, chiến lược gia người Bulgaria cho biết. Sau trận đấu thì ông Flavio Cruz của đội Công an Hà Nội cho rằng khi đội Thanh Hóa bỏ lỡ quả phạt đền là cơ hội của chúng tôi có lợi thế. Trước khi trận đấu diễn ra, chúng tôi đã nghiên cứu một số trận đấu của đội Thanh Hóa để có lối đá phù hợp. Tuy nhiên trong hiệp 1, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi đối phương dẫn trước và sau đó chúng tôi có bàn thắng gỡ hòa, lấy lại được thế trận. Ông Flavio Cruz cũng thừa nhận là đội Thanh Hóa hiện nay có cách chơi rất đặc sắc và có nhiều cầu thủ xuất sắc. Và việc đánh bại đội đầu bảng xếp hạng sẽ giúp cho Công an Hà Nội tự tin ở chặng đường phía trước. Còn khi nói về thông tin đội Công an Hà Nội chiêu mộ cầu thủ Quang Hải, ông Cruz cho hay: Quang Hải là cầu thủ có chuyên môn cao nhất tại Việt Nam, nhưng trước trận đấu này chúng tôi không nghĩ nhiều về cậu ấy. Khi nào có Quang Hải thì chắc chắn lối chơi của chúng tôi sẽ tốt hơn. Tuy nhiên bây giờ nói gì về Quang Hải là điều quá sớm để đánh giá về cậu ấy. Việt Nam bất ngờ thắng Hàn Quốc 11-0 ở giải quốc tế. Các bạn thân mến, đại diện Việt Nam là câu lạc bộ nữ Thái Sơn Nam giành kết quả ấn tượng tại giải giao hữu quốc tế tại Nhật Bản mới đây. Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho giải vô địch Futsal nữ Việt Nam 2023, câu lạc bộ Futsal nữ Thái Sơn Nam đã có chuyến tập huấn và thi đấu chất lượng tại Nhật. Tại xứ sở mặt trời mọc thì thầy trò huấn luyện viên Huỳnh Thị Thanh Khiết đã tham dự giải giao hữu quốc tế với những kết quả rất tích cực bên cạnh các hoạt động văn hóa bên lề đáng chú ý. Ở trận giao quân thì câu lạc bộ Thái Sơn Nam đã chạm trán đại diện Hàn Quốc là Enping. Với trình độ chuyên môn vượt trội, các cô gái Việt Nam giành thắng lợi 5-0. Đối thủ tiếp theo của huấn luyện viên Thanh Khiết và các học trò là câu lạc bộ Rus của Nhật Bản. Dù để thua 3 năm nhưng nhìn chung toàn đội đã thi đấu nỗ lực hết mình. Trong trận đấu cuối của chuyến tập huấn tại Nhật diễn ra ngày 5 tháng 6, câu lạc bộ Thái Sơn Nam đã một lần nữa vượt qua Enping với tỷ số 6-0, qua đó thắng đội Hàn Quốc với tổng tỷ số là 11-0. Chung cuộc thì thầy trò huấn luyện viên Huỳnh Thị Thanh Khiết giành vị trí thứ hai tại giải giao hữu Nhật Bản. Đây chính là bước đệm quan trọng để đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh thêm tự tin khi bước vào giải vô địch Futsal nữ 2023. Giải vô địch Futsal nữ 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 9 tháng 6 đến 19 tháng 6 tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam. Ngay sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản thì câu lạc bộ Futsal nữ Thái Sơn Nam đã công bố danh sách 14 cầu thủ tham dự giải. Huấn luyện viên Thanh Khiết và các cộng sự sẽ cùng với 14 cầu thủ lên đường đến Hà Nam trong ngày 6 tháng 6 để bảo vệ chức vô địch trong mùa giải 2023. Trở về Việt Nam, sao trẻ Việt kiều Cộng hòa Séc báo tin vui đến huấn luyện viên Chu Xie. Các bạn thân mến, ở đợt tập trung tháng 6 năm 2023, bên cạnh 34 cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam thì huấn luyện viên Chu Xie cũng triệu tập 24 gương mặt lên đội tuyển U23 với nhiều nhân tố mới. Trong số đó đáng chú ý nhất phải kể đến tiền vệ Việt kiều Andre Nguyễn An Khánh, cầu thủ đang khoác áo U19 Sigma và cũng có tên trong danh sách đội tuyển U18 Cộng hòa Séc vừa qua. Đây là lần đầu tiên huấn luyện viên Chu Xie gọi một cầu thủ Việt kiều lên đội tuyển U23 Việt Nam. Dự kiến Andre Nguyễn An Khánh sẽ có mặt tại Hà Nội vào chiều ngày 6 tháng 6. Mới đây thì An Khánh cũng đã có lần đầu chia sẻ với truyền thông về cơ hội khoác áo U23 Việt Nam. Trả lời một đơn vị truyền thông lớn tại Việt Nam thì sao trẻ 18 tuổi cho biết:
Tôi rất vui khi được gọi trở về Việt Nam. Tôi từng được gọi lên U18 Cộng hòa Séc, nhưng tôi muốn về quê hương của bố và mẹ để chơi bóng. Bố mẹ rất vui khi được huấn luyện viên Chu Xie chọn. Tôi đã xem đội U23 Việt Nam thi đấu sau khi nhận được tin triệu tập để biết các đồng đội của mình đã như thế nào. Tôi chưa nói chuyện trực tiếp với huấn luyện viên Chu Xie, nhưng thấy phù hợp với lối chơi của U23 Việt Nam. Tôi đã quen với sơ đồ 4-3-3, 3-5-2 ở câu lạc bộ. Tôi chơi tại vị trí tiền vệ trung tâm hoặc tiền đạo. Về thế mạnh thì tôi nghĩ mình chuyền được, sút được và biết dây dắt. Nói về nỗi lo lắng trong lần đầu tiên về Việt Nam chơi bóng thì Nguyễn An Khánh cho biết: tôi chỉ lo ngại về thời tiết. Tại Cộng hòa Séc nhiệt độ cao nhất cũng chỉ khoảng 30 độ C. Còn ở Việt Nam nóng hơn, có khi lên đến 40 độ C. Dù vậy thì đó không phải trở ngại lớn. Ở Cộng hòa Séc, bố mẹ cũng luôn nấu đồ ăn Việt cho tôi nên tôi cũng dễ thích nghi. Khi về nước thì tôi muốn về thăm quê của bố mẹ là ở Nghệ An. Cầu thủ Việt Kiều cũng khép lại câu chuyện: tôi hy vọng khán giả, người hâm mộ Việt Nam tin tưởng và ủng hộ tôi. Tôi còn trẻ, tôi có thể sai, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình. Các bạn thân mến, với lối chơi đa năng, An Khánh thường xuyên đá chính cho U19 Sigma và nhiều lần góp mặt trong đội B của câu lạc bộ thi đấu tại giải hạng nhất của Cộng hòa Séc. Cho đến thời điểm này, An Khánh ghi được 7 bàn và có 20 lần kiến tạo cho các đồng đội. Hiện tại thì anh cũng là thành viên của U18 Cộng hòa Séc. Tranh cãi cầu thủ 12 tuổi đá giải vô địch quốc gia Đông Timor. Các bạn thân mến, Paulo Galli vừa hoàn tất thương vụ chuyển nhượng từ câu lạc bộ vô địch giải vô địch quốc gia Đông Timor là Kaketu Dili chuyển sang Indonesia chơi bóng cho câu lạc bộ Semarang. Paulo Galli từng gây sốc tại giải U16 Đông Nam Á năm 2017, khi đó anh mới 12 tuổi nhưng đã dự giải. Cũng trong năm đó, anh ký hợp đồng để bắt đầu sự nghiệp trong màu áo câu lạc bộ Lorara FC. Ở giải U16 Đông Nam Á, tiền đạo này cao lớn hơn hẳn nhiều đồng đội lẫn đối thủ. Anh cũng sở hữu những kỹ năng rất đáng nể và chơi bóng già dặn hơn so với phần còn lại. Nhiều nguồn tin cho rằng Paulo Galli thực tế sinh năm 1997 chứ không phải là năm 2004 như trên giấy tờ. Nhưng Paulo Galli vẫn vượt qua những tranh cãi để tiếp tục tiến bộ từ U16, U19, U23 và đội tuyển quốc gia Đông Timor. Anh này tiến thêm một nấc thang khi vừa mới hoàn tất thương vụ gia nhập câu lạc bộ Semarang ở giải vô địch quốc gia của Indonesia, trở thành cầu thủ duy nhất của tuyển Đông Timor thi đấu ở những nền bóng đá hàng đầu khu vực. Các tuyển thủ khác hầu hết chỉ khoác áo các câu lạc bộ tại Campuchia, Brunei và Đông Timor. Do vậy mà thương vụ chuyển nhượng Paulo Galli sang câu lạc bộ Semarang đã gây chú ý và người hâm mộ càng có dịp chất vấn về tuổi thật của cầu thủ này. Paulo Galli thi đấu từ 6 năm trước cũng như gương mặt già dặn của tiền đạo này, không ai tin là anh mới 18 tuổi. Nhiều ý kiến đã nêu ra, không ít cổ động viên của câu lạc bộ Semarang yêu cầu tìm hiểu tuổi thật của Paulo Galli. Đáp lại thì giám đốc điều hành của câu lạc bộ là Sugaki nhấn mạnh rằng là Paulo Galli mới 18 tuổi và ông chỉ tin dữ liệu trong hộ chiếu của cầu thủ này. Dựa trên hộ chiếu, ngày sinh của cậu ấy là 31 tháng 12 năm 2004, cậu ấy mới 18 tuổi. Công an Hà Nội chính thức công bố hợp đồng mới. Các bạn thân mến, trong quãng nghỉ đầu tiên của V-League 2023, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã nói lời chia tay với huấn luyện viên trưởng Paolo Ferroni và hai trợ lý Lê Phước Tứ và Hứa Hiển Vinh. Song song với đó thì ban lãnh đạo đội bóng ngành công an đã tìm kiếm những trợ lý huấn luyện viên mới để cùng đưa đội bóng hướng đến mục tiêu của mùa giải. Sau nhiều cân nhắc, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã bổ nhiệm huấn luyện viên Vũ Như Thành và ban huấn luyện của đội bóng. Ông Vũ Như Thành sẽ trở thành trợ lý là cánh tay nối dài của huấn luyện viên tạm quyền Flavio Cruz trong thời gian tới. Trước đó thì huấn luyện viên Vũ Như Thành chuyển sang công tác đào tạo bóng đá trẻ trước khi đồng ý dẫn dắt câu lạc bộ Phú Thọ vào tháng 1 năm 2021. Thực tế thì cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam đã được bổ nhiệm vào vị trí mới kể từ thời điểm diễn ra trận đấu ở vòng 11 vừa qua. Sự xuất hiện của huấn luyện viên Vũ Như Thành đã phần nào giúp cho tinh thần của các cầu thủ phấn chấn hơn, đặc biệt là màn trình diễn ở hàng thủ trong trận đấu vừa qua. Huấn luyện viên Vũ Như Thành là cái tên quen thuộc với người hâm mộ. Thời còn cầu thủ, Như Thành là một trong những trung vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Mốc son chói lọi trong sự nghiệp của Như Thành chính là chức vô địch AFF Cup đầu tiên cho bóng đá Việt Nam vào năm 2008. Ngoài ra thì anh cũng đã giành danh hiệu vô địch V-League vào các năm 2007-2008 cùng Bình Dương. Bên cạnh trợ lý Vũ Như Thành, câu lạc bộ qua Hà Nội còn được cho là sẽ chiêu mộ tiền vệ ngôi sao Nguyễn Quang Hải vừa chấm dứt hợp đồng sớm một năm với Pau FC ở Pháp. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video.
Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.